Dế ơi, trường cậu gần nhà à? Ừ, cũng không xa. Tớ có thể đến trường bằng xe đạp, nhưng hàng ngày tớ đến trường bằng xe buýt. Tớ đi bộ ra bến xe buýt. Thế con bé? Trường tớ hơi xa, tớ đi học bằng tàu điện ngầm. Tớ cũng đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Còn cậu, Miu Nguyễn ơi, trường của cậu có xa không? Trường tớ cực kỳ xa, tận Việt Nam. Nhưng tớ chỉ mất 1 phút để đến trường. Hả? Không thể tin được. Cậu đến trường bằng gì? Tớ đi đến trường bằng ý nghĩ. Ôi, xin kính chào tất cả các gia đình học tiếng Việt. Chào các bạn trẻ. Các bạn ơi, hôm nay trông cô Thị Anh hơi buồn cười đúng không? Vì cô đi đến đây bằng xe máy. Trời rất là nắng, rất là bụi. Cô phải đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng. Xin các gia đình, các bạn trẻ đợi cô một phút nhé. Tên, cô Thị Anh đây rồi. Xin chào các bạn trẻ. Chào Miu Nguyễn. Ô, mà sao Miu hôm nay trông lạ thế nhở? Mang sách vở, mặc đồng phục mà lại nhắm mắt thế kia. Miu ơi, Miu. Ôi, cô Thụy Anh. Miu chào cô Thụy Anh. Cô Thụy Anh làm Miu không đi đến trường của Miu được. Thế là thế nào? Miu đang ở trường quay của VTV4 với cô Thụy Anh mà. Cô Thụy Anh không biết đó thôi. Miu đi đến trường bằng ý nghĩ. Nhắm mắt lại, tưởng tượng. Thế là sau 1 phút, chúng ta sẽ đến nơi cần đến. Ồ, tuyệt quá. Một phương tiện đi lại thật là thuận tiện. Đi bằng ý nghĩ. Vâng ạ, thuận tiện lắm cô ạ. Không bị tắc đường, không sợ bị muộn giờ. Miu kính chào các gia đình học tiếng Việt ạ. Không biết các ông bà, bố mẹ và các bạn đã bao giờ đi bằng ý nghĩ như Miu chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến các phương tiện đi lại, khoảng cách gần hoặc xa giữa các địa điểm. Nếu đi gần, chúng ta đi bằng phương tiện bình thường trong thành phố. Nhưng nếu cần đi xa, xa thật là xa, cực kỳ xa, thì các bạn thử sử dụng phương tiện giống Miu. Đó là trí tưởng tượng, là ý nghĩ. Nhanh lắm, mất 1 phút là đến nơi. Các bạn thân mến, mời các bạn học thuộc cách nói về phương tiện đi lại nhé. Đi bằng gì? Đi bằng phương tiện gì? Mời các bạn cùng đọc theo cô Thụy Anh tên các phương tiện đi lại sau. Xe buýt, ô tô, xe máy, xe đạp, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao. Nếu đi trên sông, chúng ta có thể đi thuyền hoặc tàu thủy. Đi từ thành phố này đến thành phố kia thì có thể đi tàu hỏa hoặc máy bay. Thế còn ở thành phố của các bạn có những phương tiện đi lại nào nữa? Hãy nói cho Miu biết trường của các bạn có xa không? Để cô Thụy Anh giúp các bạn. Các bạn hãy ghi nhớ cách nói về khoảng cách nhé. Trường của tôi xa, rất xa, xa lắm, không gần. Trường của tôi gần, rất gần, gần lắm, không xa. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập nhé. Cách nói về khoảng cách và phương tiện đi lại. Cô Thị Anh sẽ nói khoảng cách để Miu và các bạn đoán xem cần đi phương tiện gì. À, trò chơi hay đấy ạ. Cô Thị Anh đố đi ạ. Trường không xa thì chúng ta đi bằng gì đến trường? Chắc các bạn đồng ý với Miu, trường không xa thì đi bộ hoặc đi bằng xe đạp. Đi bộ hoặc bằng xe đạp.
Đồng ý. Thế thì trường hơi xa thì đi bằng phương tiện gì? Chà, hơi xa nghĩa là không xa lắm mà cũng không gần. Các bạn nghĩ ra chưa ạ? Miu nghĩ có thể đi bằng xe buýt hoặc xe máy. Các bạn nghĩ thế nào? Đi xe buýt hoặc xe máy có vẻ ổn đấy, đều rất nhanh. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, ở Việt Nam khi đi xe máy chúng ta cần sử dụng mũ bảo hiểm, khẩu trang và áo chống nắng giống cô Thị Anh nhé. Úi chà, Miu sẽ nhớ ạ. Tốt quá. Thế còn khi trường ở gần, rất là gần, gần lắm, thì đi bằng phương tiện gì? Thì đi bộ cho khỏe chân cô Thị Anh ơi. Đúng thế, có những ai đồng ý với Miu. Đúng là nếu trường gần thì chúng ta nên đi bộ cho khỏe chân. Còn nếu trường ở xa thì... Thì đi tàu điện ngầm. Ở thành phố của Miu có tàu điện ngầm. Ở Việt Nam có phương tiện gì nhở? À, tàu điện trên cao. Ở Việt Nam, ở Hà Nội cũng đã có tàu điện trên cao. Nhưng nếu ở xa, chúng ta cũng có thể đi bằng xe máy hoặc xe buýt. Nếu trường ở xa, xa lắm, rất là xa, ở tận thành phố khác, thì chúng ta có thể đi bằng phương tiện nào mà có đường ray nhỉ? À, tàu hỏa. Miu giỏi quá, đúng thế. Tàu hỏa có đường ray. Và chúng ta cũng có thể đi bằng phương tiện nào mà không cần con đường trên mặt đất nhỉ? À, máy bay. Đúng vậy. Thế nếu đi trên mặt nước thì sao? Ở Việt Nam có xuồng, thuyền, ghe, cano. Thuyền, xuồng, ghe hoặc cano. Thế nếu trường cực kỳ xa như trường của Miu, muốn đi nhanh thì bằng phương tiện gì nhanh nhất có thể? À, chắc các bạn đã nhớ cách làm của Miu. Hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng và nghĩ. Đúng thế, cảm ơn Miu. Miu đã chỉ cho các bạn một phương tiện thật là thú vị. Đó là tưởng tượng và nghĩ. Phương tiện này sẽ giúp chúng ta đi rất nhanh mà không cần phải áo chống nắng, không cần phải mũ bảo hiểm các bạn ạ. Cô Thùy Anh cũng cảm ơn các bạn đã nhớ được một vài phương tiện đi lại bằng tiếng Việt chúng ta sẽ sử dụng để vượt qua thử thách cuối buổi học này nhé. Các bạn ơi, nhân chúng ta nói về việc đi lại thì cô Thùy Anh mời các bạn đọc một bài thơ cho vui nhé. Bài thơ này nói về việc đi, có rất nhiều cách đi. Đi gần, đi xa, đi ra, đi vào, đi nhanh, đi chậm, đi dọc, đi ngang. Mời các bạn nghe cô đọc trước nhé. Ù à, ù à, đi ra gặp nắng, đi vào gặp hoa, đi xa gặp gió, đi bộ gặp trăng, đi đêm gặp đèn, đi gần gặp bạn, ù ập, ù à, ù à, ù ập. Đây là một bài thơ nhịp rất là vui. Các bạn sẽ cùng đọc với nhau, cùng vỗ tay cho vui nhé. Còn bây giờ thì cô sẽ đọc một câu, còn các bạn đáp lại nhé. Chúng ta sẽ cùng đọc như thế này. Ù à, ù à, tất cả chúng ta cùng đọc. Sau đó thì cô sẽ nói đi như thế nào. Các bạn sẽ trả lời gặp ai hoặc gặp cái gì đó, được không? Các bạn sẵn sàng chưa? Miu sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhá. Ù à, đi ra. Gặp nắng. Đi vào. Gặp hoa. Đi xa. Gặp gió. Đi bộ. Gặp trăng. Đi đêm. Gặp đèn. Đi gần. Gặp bạn. Ù ập. Xin cảm ơn các bạn. Tuyệt vời. Đó là cách đọc thơ gọi là đọc tương tác. Mỗi người đọc một câu cho nó vui các bạn ạ.
Mời các bạn nhận thử thách của Miu. Hãy vẽ và ghi tên các phương tiện đi lại ở thành phố các bạn. Mời các bạn gửi bức tranh tới địa chỉ email của chương trình hoặc fanpage để sớm nhận được quà của Miu nhé. Hay quá! Các bạn hãy cố gắng vẽ lại những phương tiện đi lại trong thành phố của mình. Còn cô Thụy Anh có thử thách khó hơn cho các bạn. Các bạn hãy lên kế hoạch đến chơi một thành phố khác cùng gia đình của mình. Mời các bạn nhìn lên màn hình kế hoạch. Chúng tôi sẽ đến thành phố vào ngày nào? Nơi đó cách thành phố của chúng tôi bao nhiêu km? Chúng tôi có thể đến đó bằng phương tiện đi lại nào? Chúng tôi sẽ đi mất bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ hay là bao nhiêu ngày? Các bạn hãy lên kế hoạch và chia sẻ với bố mẹ để xem chúng ta có thể thực hiện kế hoạch này không nhé. Chúc các kế hoạch của các bạn thành công. Các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay chúng ta học rất là hiệu quả và rất là vui. Cuối cùng thì các bạn hãy thử trả lời câu hỏi của cô và Miu Nguyễn nhé. Trường của bạn có xa không? Bạn đi đến trường bằng gì? Bằng phương tiện nào? Bạn đi đến trường mất bao nhiêu phút? Mất bao nhiêu thời gian? Miu đoán chắc là các bạn đã trả lời rất nhanh. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình với tiếng Việt. Cô Thủy Anh cũng cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Nhưng bất kỳ lúc nào muốn đến gặp cô Thủy Anh, các bạn cũng có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng và... đến gặp cô Thủy Anh bằng ý nghĩ. Đúng thế. Xin chào và hẹn gặp lại. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn lắng nghe bài hát Em là hoa hồng nhỏ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.